À, hỏi bài bị thủy. trả lời tức thì vào thư nghe cô Thùy Xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay ở buổi học trước các con đã cùng cô làm bài tập của bài 7 cộng với một số 6 cộng với một số rồi đúng không nhỉ đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập của bài bảng cộng trang 49 trong vở bài tập toán lớp 2 tập 1 bộ sách Trần trời sáng tạo. Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài tập đầu tiên là bài tập 1. Để bài yêu cầu các con khoanh đủ trục rồi viết kết quả theo mẫu à, tức là khoanh đủ 10, rồi viết kết quả theo mẫu. Các con chú ý ở bên trong của à, phần khoanh tròn này, ở bên trong của phần khoanh tròn có 10 cái kẹo đúng không nào? Đấy, và ở bên ngoài có bốn cái kẹo. Đấy. Vậy thì số cái kẹo ở ngoài sẽ chính là chữ số hàng đơn vị của kết quả. Đấy, ở đây ở bên ngoài có bốn cái kẹo nên chữ số hàng đơn vị của kết quả sẽ là 4. Vậy thì dựa vào bài tập mẫu, các con hãy hoàn thành bài tập 1 vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Trước tiên là câu A. À, 6 cộng với 5. À, các con chú ý ở bên tay trái có 6 cái kẹo này. Ở bên tay phải có 5 cái kẹo chúng mình sẽ khoanh cho đủ chục nào. À, khoanh cho đủ chục à, tức là khoanh cho đủ 10 cái kẹo này. À, thì ở bên ngoài còn một cái đúng không nào? Ở bên ngoài còn thừa một cái thì à, chữ số hàng đơn vị của tổng sẽ là chữ số 1. Vậy cô được kết quả bằng 11 tiếp đến nào. 9 cộng với 4. Đấy, chúng mình cũng sẽ khoanh cho đủ 10 nào. À vậy ở bên ngoài còn dư 3 cái kẹo đúng không nào? À số 3 sẽ ứng với chữ số hàng đơn vị của tổng. Đấy, vậy ở đây 9 cộng với 4 bằng bằng 13. tiếp đến là câu C nè 7 cộng với 6 à, Chúng mình cũng sẽ khoanh cho đủ trục à, Khoanh cho đủ trục à, Thì ở bên ngoài còn ba cái kẹo đúng không nào à, Vậy thì chữ số hàng đơn vị của tổng cũng là chữ số 3 Cô được kết quả 7 cộng với 6 bằng 13 à, Và câu D Câu cuối cùng. 8 cộng với 7. À chúng mình cũng sẽ khoanh cho đủ chục nào. Đấy. Vậy thì ở ngoài sẽ còn à ở ngoài sẽ còn bao nhiêu cái kẹo các con nhỉ? Ở ngoài sẽ còn 5 cái kẹo đúng không nào? Vậy chữ số hàng đơn vị của tổng sẽ là là 5. Vậy ở đây 8 cộng với 7 bằng bằng 15. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai đề bài yêu cầu các con viết số vào chỗ chấm. Ở đây có hai câu câu a và câu b dựa vào những kiến thức đã học các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé phép tính đầu tiên là 7 cộng với 5 sẽ bằng À 7 cộng với 5 sẽ bằng 7 này, cộng với 3 rồi cộng với 2 đúng không nào? À, tiếp đến là 6 cộng với 6 sẽ bằng À 6 cộng với 4 rồi cộng với 2. À 9 cộng với 7 bằng À bằng 9 này, cộng với 1 rồi cộng với 6 và 8 cộng với 6 sẽ bằng à 8 cộng với 2 rồi cộng với 4. Đấy. À tiếp đến là câu B nào. À các con chú ý vào về bên phải nhé. 8 cộng với 2 cộng với 5 à, sẽ bằng à 8 cộng với 7 đúng không nào? Chúng mình sẽ lấy 2 cộng với 5 bằng bằng 7. À tiếp đến là 7 cộng với 3 cộng với 4 thì sẽ bằng à bằng 7 cộng với 7. Đấy, bởi vì 3 cộng với 4 bằng 7 đúng không nào? Tiếp đến 9 cộng với 1 cộng với 8. Đấy. 9 cộng với 1 cộng với 8. À chúng mình sẽ lấy 1 cộng với 8 bằng bằng 9. Và cuối cùng là 6 cộng với 4 cộng với 3 sẽ bằng à bằng 6 cộng với 7 đúng không nào? Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ 2 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 3 nhé. Bài tập thứ ba đề bài yêu cầu các con viết số và các phép cộng còn thiếu để hoàn chỉnh bảng cộng. À, các con cùng quan sát bảng cộng rồi viết phép cộng còn thiếu cho thích hợp. Bây giờ chúng mình hãy tạm dừng video này lại và hoàn thành bảng cộng vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À, vậy là các con đã hoàn thành bảng cộng vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, các con chú ý ở cột đầu tiên bên tay trái các con là bảng cộng 9 đúng không nào? À, đầu tiên là 9 cộng với 2 bằng 11 này. 9 cộng với 3 bằng, bằng 12. 9 cộng với 4 sẽ bằng... À đúng rồi, bằng 13. 9 cộng với 5 bằng 14. Tiếp đến sẽ là 9 cộng với 6 bằng 15 này. À 9 cộng với 7 bằng 16. Tiếp đến là 9 cộng với 8 bằng 17. Và cuối cùng là 9 cộng với 9 bằng bằng 18. Đấy. À, tiếp đến là bảng cộng 8 nào. 8 cộng với 3 bằng 11. Tiếp đến là 8 cộng với 4 bằng bằng 12 này. 8 cộng với 5 bằng 13. 8 cộng với 6 bằng bằng 14. Ờ à, tiếp đến là 8 cộng với 7 bằng 15. À, 8 cộng với 8 bằng bằng 16. Và cuối cùng là 8 cộng với 9 bằng bằng 17. Ờ à, tiếp đến là bảng cộng 7 nào. Đầu tiên sẽ là 7 cộng 4 bằng 11 này. À, 7 cộng với 5 bằng... À, đúng rồi, bằng 12. 7 cộng 6 bằng 13 này. À, 7 cộng với 7 bằng 14. 7 cộng với 8 bằng 15. 7 cộng với 9 bằng... Đấy, bằng 16. À, tiếp đến là bảng cộng 6 nào. À, 6 cộng với 5 bằng 11. 6 cộng với 6 bằng 12. À, 6 cộng với 7 bằng 13. Tiếp đến là 6 cộng với 8 bằng 14 và cuối cùng là 6 cộng với 9 bằng 15. Đấy à, tiếp đến là bảng 5 nè 5 cộng với 6 bằng 11 à, 5 cộng với 7 bằng 12 5 cộng với 8 bằng 13 5 cộng với 9 bằng 14 à, Đến bảng 4 nè 4 cộng với 7 bằng 11 4 cộng với 8 bằng 12 và 4 cộng với 9 bằng 13. Ờ à, bảng 3 thì chỉ có 3 cộng với 8 bằng 11 và 3 cộng với 9 bằng 12. Và cuối cùng là bảng 2. 2 cộng với 9 bằng bằng 11. Vậy là cô và các con đã hoàn chỉnh bảng cộng rồi đúng không nào? À, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ tư nhé. Bài tập thứ tư, đề bài yêu cầu các con viết các phép tính ở bảng cộng có tổng là số trong hình tròn. Đấy, các con chú ý nhé. Chúng mình sẽ dựa vào bảng cộng để viết các phép tính có tổng là số ở trong hình tròn. À, ví dụ ở hình đầu tiên sẽ có 9 cộng với 2 bằng 11 đúng không nào? À bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Ở đây 9 cộng với 2 bằng 11 đúng không nào? À tiếp đến sẽ là À đúng rồi, 8 cộng với 3 bằng 11 này. À 7 cộng với 4 bằng 11 này. 6 cộng với 5 cũng bằng 11 đúng không nào? À và à đổi chỗ 5 cộng với 6 cũng bằng 11. À 7 4 cộng với 7 cũng bằng 11. 3 cộng với 8 bằng 11 và cuối cùng là à, 2 cộng với 9 bằng 11. Tiếp đến là ở hình bên cạnh 9 cộng với 3 bằng 12. Ở đây là các phép tính có tổng là 12 đúng không nào? À, cô sẽ có 8 cộng với 4 bằng 12. À 7 cộng với 5 bằng 12. 6 cộng với 6 bằng 12 này. À 5 cộng với 7 bằng 12. 4 cộng với 8 bằng 12 và cuối cùng là 3 cộng với 9 bằng 12. Đấy. Tiếp đến là các phép tính có tổng bằng 13 này. À trước tiên là 7 cộng với 6 bằng 13 này. À, tiếp đến là 6 cộng với 7 đúng không nào? À rồi. 8 cộng với 5 này. Và 5 cộng với 8. Đấy. À 9 cộng với 4 và cuối cùng là 4 cộng với 9. Đấy. tiếp đến là các phép tính có tổng bằng 14. Sẽ có 7 cộng với 7 bằng 14. À 8 cộng với 6 bằng 14 này. 6 cộng với 8 bằng 14. 9 cộng với 5 và 5 cộng với 9 đúng không nào? Tiếp theo là các phép tính có tổng bằng 15. À cô sẽ có 8 cộng với 7 bằng 15. À 7 cộng với 8 cũng bằng 15. 9 cộng với 6 và 6 cộng với 9. Tiếp đến là các phép tính có tổng bằng 16 sẽ có 3 phép tính. À đầu tiên là 8 cộng với 8 này. 9 cộng với 7 và 7 cộng với 9. Tiếp đến là phép tính có tổng bằng 17. Sẽ có hai phép tính là 8 cộng với 9 và 9 cộng với 8. Đấy. Và có một phép tính có tổng bằng 18. Đấy là 9 cộng với 9. Đấy. vậy là cô và các con vừa hoàn thành bài tập thứ tư đúng không nào bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ năm à, bài tập thứ năm để bài yêu cầu các con so sánh điền dấu lớn hơn bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm đấy à, vậy thì để so sánh thì chúng mình sẽ phải tính kết quả của về bên trái này tính kết quả của phế bên phải đúng không nào? Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À được rồi, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Phép tính đầu tiên là à so sánh 7 cộng 9 và 9 cộng 7 đúng không nào? ở à, chúng mình sẽ tính kết quả của 7 cộng với 9 bằng bằng 16 này. À, 9 cộng với 7 cũng bằng 16. Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu bằng đúng không nào? À, câu tiếp theo là 3 cộng 8 so sánh với 8 cộng 3 à, 3 cộng 8 sẽ bằng bằng 11 này 8 cộng với 3 cũng bằng 11 Vậy chúng mình sẽ điền ở đây là dấu bằng Đấy à, Tiếp đến nào. 8 cộng với 5 so sánh với 8 cộng với 6 à, Chúng mình sẽ tính 8 cộng với 5 bằng bằng 13 8 cộng với 6 bằng bằng 14. À, 13 sẽ bé hơn 14 đúng không nào? Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu bé. Đấy. À, tiếp đến là so sánh 6 cộng với 6 với 6 cộng 5. À, chúng mình sẽ tính 6 cộng với 6 bằng 12 này. 6 cộng với 5 bằng bằng 11 à, 12 sẽ lớn hơn 11 đúng không nào? Vậy chúng mình sẽ điền ở đây là dấu lớn. Đấy. À, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ 5 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 6 nhé. Bài tập thứ 6 để bài yêu cầu các con tính nhẩm. Bây giờ chúng mình hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé À cô có phép tính đầu tiên là 7 cộng với 4 bằng Bằng 11 này Đấy Tiếp đến là 8 cộng với 8 bằng À, đúng rồi, bằng 16. Tiếp đến là 6 cộng với 8 bằng bằng 14. À, 5 cộng với 7 bằng 12 này. À 5 cộng với 9 bằng bằng 14. Và cuối cùng là 9 cộng với 9 bằng bằng 18. Đấy, à, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ 6 rất là nhanh đúng không nào? Đấy, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 7 nhé Bài tập thứ 7, đề bài yêu cầu các con viết số vào chỗ chấm theo mẫu Các con cùng quan sát lên trên màn hình nhé à, Chúng mình quan sát ví dụ nào khi quan sát ví dụ mẫu thì các con sẽ nhìn thấy số ở giữa đấy số ở giữa sẽ bằng tổng của ba số xung quanh đúng không nào đấy à, từ đó thì các con sẽ viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp à, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, ở ví dụ đầu tiên, các con nhìn thấy 7 này cộng với 3 bằng 10 đúng không nào? À, cộng tiếp với 9 bằng bằng 19. Đấy. À, vậy thì ở câu A ở câu A chúng mình sẽ lấy 4 cộng với 6 bằng 10. Rồi, cộng với 8 bằng à bằng 18. Đấy. Tiếp đến câu B nào. Câu B chúng mình sẽ lấy 9 cộng với 1 bằng 10 này. Đấy. Sau đấy cộng với 5 bằng bằng 15. Đấy. Vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ 7 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 8 nhé. Bài tập thứ 8 để bài yêu cầu các con nối theo mẫu. À, trước tiên, ở à, trước khi nối thì chúng mình sẽ điền vào chỗ chấm ở trên tia số đã đúng không nào? Ở à, trên tia số thì có số 9 này, 10, 11, 12. Các con nhìn thấy là các số à sẽ cách nhau một đơn vị đúng không nào? À vậy thì số tiếp theo ở trên tia số sẽ là à 13 này. à 14 15 16 à tiếp đến là 17 này. 18 19 và 20 đúng không nào? À sau đấy chúng mình sẽ tính kết quả của các phép tính rồi nối theo mẫu Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại Và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé à, 8 cộng với 4 sẽ bằng à bằng 12 chúng mình sẽ nối với 12. Đấy. À, tiếp đến là 7 cộng với 9 bằng à 7 cộng với 9 bằng 16. Chúng mình sẽ nối với 16. Đấy. À, tiếp đến 9 cộng với 8 bằng à bằng 17. Chúng mình sẽ nối với 17. Và cuối cùng là 6 cộng với 5 bằng bằng 11. Chúng mình sẽ nối với số 11. Vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ 8 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 9 nhé. Bài tập thứ 9 để bài yêu cầu các con đo rồi viết số vào chỗ chấm. ở à, chúng mình sẽ dùng thước thẳng để đo rồi viết số vào chỗ chấm nào à, Các con sẽ đo độ dài của đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm này à, Đo độ dài của đoạn thẳng BC à, dài bao nhiêu cm Và đo độ dài của đoạn thẳng CD Đấy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại Rồi đo ba đoạn thẳng sau đấy viết kết quả vào trong vở nhé. Các con hãy tạm dừng video lại. À, lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã đo xong rồi đúng không nhỉ? À Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Đoạn thẳng AB uh, sẽ dài À đúng rồi 4cm Đấy, đoạn thẳng AB dài 4 cm. Tiếp đến là đoạn thẳng BC sẽ dài dài 7 cm và cuối cùng là đoạn thẳng CD dài à 6 cm. Đấy. Và bài tập cuối cùng nào, bài số 10. Các con cùng đọc đề bài với cô nhé. Trên sân có 7 con chim sẻ, thêm 6 con nữa bay đến, hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con chim sẻ? À ở đây để bài cho con là trên sân có 7 con chim sẻ này, thêm 6 con nữa bay đến, và hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con chim sẻ? Vậy thì để trả lời được trên sân có tất cả bao nhiêu con chim sẻ? chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng đúng không nào? Chúng mình sẽ lấy 7 này cộng với 6 bằng À đúng rồi, bằng 13. Vậy chúng mình sẽ trả lời có tất cả 13 con chim sẻ. Đấy. Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 10 bài tập của bài bảng cộng rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye! Khóa học về rách Sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách